quả chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28 về chính sách tín dụng ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các doanh nghiệp hợp tác xã, các hộ gia đình và tổ chức có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để ổn định đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh. Chương trình đang được các cấp ngành địa phương trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nhu cầu thực tế, Nghị định số 28 năm 2022 của Chính phủ ban hành để quy định triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại địa bàn các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trước mắt, trong giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025, tập trung vào 5 chương trình tín dụng cơ bản, đó là cho vay hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý và cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Sau khi có Nghị định 28 của Chính phủ, thì Ban dân tộc đã phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, các huyện, thành phố thì tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng để thực hiện chính sách tín dụng. Đồng thời là chúng tôi kết hợp tuyên truyền thông qua các hội nghị tập huấn để phổ biến tuyên truyền cho các đối tượng là cán bộ, quần chúng nhân dân của các xã, các địa phương để từ đó là các địa phương người ta tuyên truyền vận động để người dân người ta biết để thực hiện cái chính sách này. Đây là căn nhà xây mới hoàn thành đầu năm 2023 từ chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở của gia đình chị Y Hờ Nhau, Hờ Nhăn tại thôn Con Stiêu, xã Ngọc Réo, huyện Đắc Hà. Chị cho biết để có được căn nhà 65m² kiên cố như thế này là mơ ước hơn 10 năm nay của hai vợ chồng. Tuy giá trị xây dựng căn nhà này hơn gấp đôi số tiền vay, nhưng theo chị, nếu không có 40 triệu đồng từ nguồn vốn vay hỗ trợ nhà ở của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị khó có thể xây được căn nhà này vì nguồn thu nhập của gia đình hàng năm cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, nuôi con ăn học. Khi có được nguồn tiền vay ưu đãi, vợ chồng chị có động lực để vay mượn thêm của bà con họ hàng rồi tích góp để trả dần. Khó khăn lúc trước thì tự ở căn nhà tạm thì khi mà đi rẫy con ở nhà mưa nắng mưa thì lo lắm. Là không biết con ở nhà như thế nào. Từ khi có cái nhà này thì nói chung là mình đi rẫy thì mình yên tâm hơn. Còn đi làm đến chiều thì mình mới về thì con ở nhà có căn nhà như này thì nói chung là hai vợ chồng với lại cả gia đình rất vui và rất mừng. Nhờ sự quan tâm của nhà nước, của đảng thì dân ở đây với em, một số gia đình, trong đó có gia đình em thì có cái ngôi nhà khang trang thế này thì nói chung bà con cũng yên tâm để đi làm rồi cố gắng làm việc để mà sau này có cuộc sống tốt hơn ạ. Không chỉ vui vì có được ngôi nhà mới ổn định, chị Y Hờ Nhau, Hờ Nhăn còn vui hơn vì sau khi xây dựng được căn nhà, chồng chị đã có thêm nghề mới, đó là nghề thợ xây. Trong quá trình quan sát thợ xây dựng căn nhà, anh Avir, chồng chị, đã học hỏi và có thể tự xây được căn nhà bếp. Và mới đây anh cùng người em trai đã mạnh dạn tự xây căn nhà cho em trai để giảm bớt chi phí. Trước đây thì chưa cầm cái bay, chưa biết cái gì luôn. Phù hồ cũng chưa phù hồ hồi giờ. Thấy anh em làm cái nhà mình, rồi mình coi. Tới mình làm bếp, làm sơ sơ đấy, cầm cái bay rồi làm liều luôn. Vừa lại làm cái nhà thằng em, anh em từ làm cũng đó. Muốn kêu thợ thì không có tiền đó, anh em tự làm luôn, làm liều luôn. Dù có xấu thì anh em làm cái nhà nó cũng đỡ kinh phí. Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, những năm qua
Cùng với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước, sự nỗ lực của người dân, tình hình kinh tế xã hội của xã Ngọc Réo, huyện Đắc Hà đã có nhiều thay đổi và hiện đang nỗ lực phấn đấu để đến cuối năm 2023 này về đích nông thôn mới. Trong đó, các nguồn vốn vay theo Nghị định 28 đã giúp ích rất nhiều cho cán bộ và nhân dân của xã trong việc thực hiện mục tiêu này, nhất là hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở. Trước đây mà khi mà thực hiện cái tiêu chí số 9 này á, mà chưa có cái nghị định 28 thì thực sự là rất là khó khăn, do đời sống của bà con á là vẫn còn nghèo, ấy thu nhập thì thấp. Nên cái việc mà bố trí được cái ngân sách kinh phí để xây dựng nhà ở thì rất là khó. Tuy nhiên thì sau khi mà có nghị định 28 thì bây giờ là lồng ghép với các chương trình á, thì bà con đã phần nào có cái kinh phí để làm và cũng xây dựng nhà cửa, sửa chữa nhà cửa thì ngày càng khang trang hơn. Qua rà soát đấy thì xã Ngọc Réo là tới đầu năm 2023 thì có 76 căn nhà tạm bợ rột nát. Thì đến nay là bằng cái nguồn vốn nghị định 28 ấy thì hiện nay là đã giải ngân là cho 205 hộ vay. Tuy nhiên thì trong đó là số nhà tạm bợ rột nát mà được vay để xóa đấy thì hiện nay là xóa được gần 50 căn. Đó, hiện nay là còn hơn gần 30 căn nữa. Thì hiện nay xã cũng đang tiếp tục triển khai cái nghị định này để cho bà con là phấn đấu là xóa hoàn toàn nhà tạm bợ rột nát trên địa bàn để hoàn thành cái tiêu chí số 9 này. Nhờ phù hợp với nguyện vọng của người dân, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Ngân hàng Chính sách Xã hội và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, các tổ chức hội nhận ủy thác. Đến nay, huyện Đắc Hà đã giải ngân được gần 17 tỷ đồng cho 420 hộ vay, trong đó chủ yếu là chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở. Ngay khi có nghị định 28 ở đây thì và cái văn bản chỉ đạo cấp trên thì Ngân hàng Chính sách đã phối hợp với phòng dân tộc tham mưu cho Ủy ban nhân huyện có văn bản chỉ đạo các cái cơ quan liên quan cũng như Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện ra soát các cái đối tượng thụ hưởng theo đúng nghị định 28. Đặc biệt là trên địa bàn Đắc Hà thì cho vay là tập trung vào chỗ cho vay làm nhà, cho nên là ở từ chương trình này là được tạo động lực cho người dân cố gắng từ nguồn vốn từ có cũng như là các nguồn hỗ trợ của người thân gia đình, cho nên là đã làm được những ngôi nhà khang trang và tạo cái niềm tin, niềm phấn khởi cho người dân để từ đó phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân người xã hội. Còn đây là mô hình sản xuất phân đạm cá tại xã Gia Ly, một trong những mô hình cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề đang phát huy hiệu quả tại huyện Sa Thầy. Tuy không phải là người dân tộc thiểu số, nhưng anh Nguyễn Hải Long đã sinh sống ổn định tại xã Gia Ly gần 20 năm nay. Đất canh tác ít, 3 năm qua, anh Nguyễn Hải Long đã tìm hiểu và tận dụng nguồn thủy sản dồi dào tại lòng hồ Gia Ly bắt đầu sản xuất phân đạm cá. Ban đầu do thiếu vốn nên anh chỉ làm thủ công với quy mô nhỏ. Đầu năm 2023, sau khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình chuyển đổi nghề, anh Long bắt tay đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc để mở rộng quy mô sản xuất. Tôi thấy ở trong xã có một chương trình vay vốn của Nghị định 28, thì tôi đăng ký vay 100 triệu và tôi mở rộng nhà xưởng để sản xuất, để giúp tôi tăng thêm sản lượng sản xuất và cái giải quyết được một số công ăn việc làm cho thường là hai nhân công lao động thường xuyên và một nhân công lao động dự bị. Ngày xưa tôi bán chỉ có khoảng một tháng thì được vài trăm lít, nhưng bây giờ một tháng có thể là 2.000 lít, 3.000 lít và số lượng dự phòng sẽ tăng lên khoảng vài chục tấn một tháng. Xã cũng đã thường xuyên chỉ đạo cho các cái tổ, các hội rồi các cái hộ vay vốn là thường xuyên đi kiểm tra rồi đi giám sát cái việc hiệu quả, cái việc sử dụng có đúng cái mục đích hay không, nguồn vốn vay hay không, rồi cũng có thành lập các cái tổ đi xuống cái hộ dân để kiểm tra trực tiếp. Ngoài ra thì lồng ghép với các cái chương trình, các cuộc họp của thôn, của làng, của địa phương thì cũng đã lồng ghép tuyên truyền vận động cho người dân thường phải sử dụng cái nguồn vốn vay đạt được cái mục đích và có hiệu quả. Qua quá trình kiểm tra thì cũng như thực tế tại địa phương thì các cái hộ mà được tiếp cận cái nguồn vốn thì đã đa phần thì các cái hộ đã được đã vươn lên trong cuộc sống, góp phần được giảm nghèo trên địa bàn xã. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, tổng dư nợ chương trình cho vay theo Nghị định 28 trong tỉnh đạt gần 140 tỷ đồng với trên 2.800 hộ vay. Trong đó, chủ yếu cho vay để hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất và chuyển đổi nghề.
Đây là nguồn lực quan trọng giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định về nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.